Theo Bách Khoa Toàn Thư, nhập khẩu là bao gồm các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ qua đường biên giới của một quốc gia từ một nguồn bên ngoài. Nước tiếp nhận hàng hóa, được gọi là bên nhập khẩu. Các bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ, được gọi là bên xuất khẩu. Nhập khẩu và xuất khẩu là các giao dịch tài chính của thương mại quốc tế. Trong đoạn phim này, chúng ta sẽ liệt kê 20 quốc gia có giá trị nhập khẩu cao nhất thế giới. Vị trí số 20. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Giá trị nhập khẩu 253 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 19. Ba Lan. Giá trị nhập khẩu 267 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 18. Thụy Sĩ. Giá trị nhập khẩu 279 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 17. Đài Loan. Giá trị nhập khẩu 286 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 16. Singapore. Giá trị nhập khẩu 370 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 15. Tây Ban Nha. Giá trị nhập khẩu 388 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 14. Nước Bỉ. Giá trị nhập khẩu 450 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 13. Canada. Giá trị nhập khẩu 469 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 12. Mexico. Giá trị nhập khẩu 477 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 11. Nước Ý. Giá trị nhập khẩu 501 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 10. Ấn Độ. Giá trị nhập khẩu 511 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 9. Hàn Quốc. Giá trị nhập khẩu 535 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 8. Hồng Kông. Giá trị nhập khẩu 628 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 7. Hà Lan. Giá trị nhập khẩu 646 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 6. Nước Pháp. Giá trị nhập khẩu 673 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 5. Vương quốc Anh. Giá trị nhập khẩu 674 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 4. Nhật Bản. Giá trị nhập khẩu 749 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 3. Nước Đức. Giá trị nhập khẩu 1.300 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 2. Trung Quốc. Giá trị nhập khẩu 2.100 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 1. Hoa Kỳ. Giá trị nhập khẩu 2.600 tỷ đô la Mỹ. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Nếu bạn thấy đoạn phim này hữu ích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký để khuyến khích chúng tôi tạo thêm nhiều phim khác nhằm mục đích chia sẻ kiến thức.